thưa quý vị liên quan đến vụ việc một cháu bé tử vong trên xe đưa đón của trường học ngay trong tối qua công an thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án nghiêm trọng này theo báo cáo vụ việc khoảng 6 giờ 20 phút sáng qua tài xế xe ô tô 29 chỗ và cô giáo trường mầm non Hồng Dung 2 xã Phú Xuân thành phố Thái Bình có nhiệm vụ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non thời điểm này xe đón cháu T.C.H sinh năm 2019 trú xã Minh Khai huyện Vũ Thư và chín học sinh khác đi học. Khi đến trường, tài xế mở cửa ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, người này cho ô tô đậu ở gần cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh, gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý và phát hiện vắng cháu hát, nhưng lại không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, người thân đến đón nhưng không thấy cháu hát đâu, nên báo cho nhà trường, đồng thời tìm kiếm và phát hiện cháu bé, vẫn ở trong ô tô đưa đón học sinh đến trường. Cháu bé sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngay trong đêm, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người.